Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình và mình là 69 Gaming. Ok, chào mừng anh em quay trở lại với tựa game Goblot Lockshoot nha anh em. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở trong game và bây giờ mình đang cày lép ở cái lép 1151. Thì mình cũng đã có đi qua những cái map khác thì để mà cày lép thì cái map kia thì nó cũng không hơn được nhiều SP cho anh em, mà cho nên mình vẫn quay lại cái chỗ mà mình cày lép 950 á. Thì cái chỗ này được cái là nó quái nó gần anh em, quái nó gần cho nên dễ farm. Qua nay thì do mạng nó lắc quá cho nên là mình không có farm được gì cho anh em. Khá là đắt luôn anh em à. Đây, vì vậy mà mình mới vẫn không có lên nhiều. Chứ gặp bình thường là bây giờ mình có thể lên tới 1.500 rồi anh em. Quá lắc luôn anh em à. Lắc cực kỳ lắc luôn á. Cho nên là bây giờ mình vẫn eo hoặc ở cái mức lép này. Ok. Mình có đi qua mấy cái map 1.000, 1.001 này kia kiểu anh em. Nhưng mà ở mấy cái bãi đó thì quái nó ít và lại nó xa nữa anh em. Cho nên là nó không có êm bằng so với việc anh em cày ở chỗ này. Cứ đè chỗ này ra. Bên kia thì nó khoảng 25k SP anh em. Bù lại thì cái chỗ này có nhiệm vụ thì 19k. Thì tính ra thì nó cũng không có ít hơn nhiều. Bù lại thì anh em farm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều anh em. Quái nó ra liên tục, nó lại nhiều, số lượng quái nhiều. Và cái chỗ nhận nhiệm vụ nó trả nhiệm vụ nó gần nữa. Mấy cái bãi kia thì cái con quái nó xa cực anh em. Đây anh em cứ việc là farm giống mình. Có số anh em hỏi mình sao cày lép nhanh nó gì, thì mình cứ đè chỗ nào mà có quái ngon gần nhiệm vụ làm càng tốt là mình cứ đè mình farm thế thôi anh em. Mình cứ đè như vậy, hình như nó hơi bị delay một chút thì phải anh em. Qua này chả hiểu sao mạng nó lắc kinh khủng khiếp. Bây giờ thì mình vẫn còn chơi được anh em, chứ xíu nữa thôi là mình cứ mỗi lần mình bay kiểu ép cái là mình bay đi luôn à. Nó bay đi luôn anh em chứ nó không có dừng lại, và nó bay đi mất tiêu luôn. Sau đó mình phải quay ngược trở lại, nó tốn thời gian cực kỳ rồi, cho nên là mình làm biến luôn. Ok đó, cứ trên tên đó. Ôi nó bay luôn anh em thấy không, mình buông cái tay ra là nó vẫn bay anh em à, nó vẫn bay. Giờ này mới có 6 giờ tối thôi mà nó lắc phải chưởng gầu hết sức. Mình có lên test thử mấy cái trang web nạp Roblox với lại GoBoost anh em, nạp GoBoost với lại mua ạc này kia, mà mấy cái trang đó nó có bị virus anh em à. Nó bắt đầu lắc rồi đó anh em, bắt đầu lắc rồi. Thì mấy cái trang nó vô nó bị virus anh em à. Mình có vô mấy cái trang web để mình vô mấy cái trang này cho anh em xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ vô cái trang hihagobet.com. Ok. Đây, cái trang này đã bị ngăn chặn truy cập vì cái mối đe dọa là gò gỉ cái dữ liệu này mà. Đã ngăn chặn trang web lừa đảo giả mạo hoặc là thiết kế lừa đảo, có thể là lộ mật khẩu anh em, thông tin thẻ tín dụng hoặc là dữ liệu cá nhân. Đây là phần mềm Kaspersky anh em à, phần mềm diệt virus phải gọi là khá là tốt nhất hiện nay anh em à, một trong những phần mềm diệt virus tốt nhất hiện nay. Cho nên là mình không thể nào có thể vô đây nạp mua robot được anh em, robot được. Và mình cũng biết được một cái trang, hình như là cái trang người ta. Với mình có vô thử cái trang nạp robot của bạn Tuấn Goblot gì nữa anh em. Đây, nó cũng vẫn vậy anh em à. Tất cả các cái trang này đều là từ thiết kế từ một cái trang duy nhất, và sau đó là nó dạng như là nó sử dụng chung một cái mã nguồn hoặc là một nơi đích đến thì phải anh em. Đây, nó cũng vẫn vô vẫn báo virus đó, shop gobot goblock 247.com. Ok. Đây, anh em nhớ cẩn thận, thì mình cũng không phải là phá ai hết anh em, nhưng mà mình cũng cảnh báo anh em coi chừng là mắc ạc anh em. Đây, shop robot.vn. Mấy cái trang này dạng như mấy cái trang nó tài trợ cho mấy cái bạn này tạo shop hay sao anh em à. Đó, cho nên là vô khá là nguy hiểm nha anh em. Đây, đó, đã ngăn chặn anh em à. Tất cả các cái trang nạp robot với lại mua ạc này kia kiểu anh em nhớ cảnh giác à. Tại vì mấy anh em không có biết thôi, mấy anh em không có tài khoản, không có sử dụng VPN hay là sử dụng cái phần mềm diệt virus, cho nên là anh em sẽ dễ khá là dễ lộ thông tin này, địa chỉ IP này kia kiểu, và khá là dễ bị hack ạc này kia. Đó, vì vậy mà anh khuyên anh em mà nên cảnh giác khi mà đến những cái trang đó, khá là nguy hiểm. Rồi, ok. Rồi, xong. Chắc là mình sẽ phải mua GoBet ở trên shop App Store hoặc là CH Play thôi anh em à. Chứ bây giờ mình cũng không dám mua, không dám truy cập vô mấy cái trang đó, lỡ biết đâu mình sẽ bay ạc. Bay ạc là bình chuyện nhỏ thôi anh em. Bay ạc GoBet thì mình cũng không sợ, mình sợ bay ạc Facebook rồi hoặc là ạc YouTube này kia kiểu đó anh em. Rồi, xây dựng biết lâu mới được nhiêu đây mà bay ạc cái này nó khá là đau lòng anh em à, đau đứt cuộc.
Vì vậy mà mình cũng khuyên anh em mình nên cảnh giác nha. Rồi, ok, bây giờ mình cũng chả biết cái trang web nào có thể là mua uy tín anh em, để mà vô mua Gobet hoặc là mua một cái ạc xịn sò xíu. Thôi bây giờ mình đã quyết định luôn rồi anh em à, mình sẽ cày cái ạc lên tiếp. Đó, mua thì nó nhanh hơn khá là nhiều anh em, nó sẽ lên lép khá là nhanh. Rồi, lên thẳng mắt lép luôn mà không cần phải chơi nhiều. Ôi chết rồi, tự nhiên mình quên mất. Đây là cái địa điểm mà mình farm từ cái lép 950 cho đến bây giờ nha anh em. 950 thì thực sự là mình chưa đủ sức để có thể quýnh thôi anh em. 950 như là quýnh ở đây nó vẫn bị bắt máu thì phải. Cho nên là khoảng 960 thì phải. 960 thì mình mới qua bên đây mình farm đây mà. Mình lúc là 900 trước 950 thì mình vẫn farm ở bên cái thành bên kia. Bên cái chỗ mà có mấy cái con gì ta? Edgewan thì phải anh em. Edgewan mình vẫn farm bên đó. Con Edgewan, Edgewan mà con lính nha anh em, chứ không phải là cái con boss nha, không phải con boss bên ngục nha anh em. Mà nó là một cái con quái bên cái mấy cái tòa nhà ở bên nó dễ farm lắm. Anh em chịu khó farm thì nó sẽ lên lép khá là nhanh. Ôi nó bay đi luôn anh em à, mình mặc dù mình đã buông tay ra rồi. Đó, mình farm ở bên đó hình như là lên tới 960, 970 gì đó, hình mình mới qua đây. Mình mới qua đây mình bắt đầu mình farm bên đây. Và mình tìm được cái bãi này khá là ngon anh em à. Đó, anh em búng, nếu mà anh em sử dụng skill ánh sáng giống mình đó thì anh em búng sẵn gì đó cho nó văng dội ngược ở đây, sau đó anh em quýnh qua con quỷ này. Nó phải bị delay một xíu nha anh em. Ngày xưa mình không biết anh em mà, mình sử dụng hết cái X2, mình cắn hết X2 sau đó mình đâu có farm gì đâu anh em. Bây giờ mình bỏ hết trơn luôn anh em à. Bây giờ mình chỉ còn có phải có X2 rồi, cho nên là mình tiếc chảy sợ. Lúc mà mình còn suy nghĩ là mình sẽ định tạo thêm một cái ạc mới để mình farm luôn đó anh em. Hơi mất hết X2 bây giờ, nhưng mà mình suy nghĩ lại anh em, mình farm không biết chừng nào mới lên được nhiêu đây nữa, cho nên là thôi lỡ đây chịu khó farm X1 nhưng mà nó vẫn ok hơn chứ ngồi còng đứt đít còng lưng luôn anh em à, mới lên được tới cái lép 1k mấy. Giờ mà farm lại nữa thì mệt lắm, mệt mỏi lắm. Đó, đây là skill trái ánh sáng anh em, mình cũng có khá là nhiều trái quỷ nhưng mà mình vẫn quyết định mình sử dụng trái lai. Có một số anh em không thích trái mochi anh em. Ai nãy giờ mình quên nữa, mình quên mình đi random trái quỷ nè, mình đi random trái quỷ lại. Đây, đợi xíu anh em, đợi xíu nha, mình đi pha random trái quỷ, sau đó mình sẽ ghé qua cái bãi mà mình luyện công ở cái lép thấp á. Đây, mình sẽ ra đó, mình sẽ sẵn mình sẽ chỉ cho anh em ở chỗ để farm cái bãi lép từ 850 thì phải anh em. 850 là anh em có thể là farm ở đó. Cái chỗ đó farm cực kỳ ok luôn anh em, mà với lại nhận nhiệm vụ nó cũng gần đấy anh em, không có xa. Anh em chịu khó nhận là nó sẽ nhanh lắm, lên lép nhanh cực kỳ anh em à. Lên thì cứ trung bình 1 phút là anh em có thể lên 1 lép, hoặc là có thể là 3 phút anh em lên 4 lép anh em à. Nó khoảng tầm 30-40 giây là anh em có thể lên được 1 lép rồi. Ok, mình bây giờ mình đã xác định cái chỗ để mua nha. Random trái quỷ như nó nằm bên đâu, đâu đây, bên đây, nhà màu cam cam. Ủa, đây, bên đây anh em à, bên đây. Cái chỗ farm quái thì nó nằm bên đây nha. Cái chỗ farm quái nằm bên đây. Chỗ farm quái như nó nằm đâu đây, là ngay hình như khúc cuối này thì phải anh em. Anh em đợi xíu mà, mình sẽ chỉ cho anh em cái chỗ farm quái luôn. Đúng rồi, cái chỗ mà dấu chấm than này anh em. Cái chỗ dấu chấm than đây. Đó, bên tay trái của mình anh em thấy không? Có cái dấu chấm than nè. Thì ở đây anh em sẽ farm quái ở đây. Đó, ok. Nhận nhiệm vụ nó cũng gần đấy anh em à. Với lại cũng được nhiều SP đó nha. Đó, được 11 triệu mấy SP luôn. Ok, đầu tiên mình sẽ dứt cái con này trước. Rồi, mình bắn hụt rồi anh em à, bắn hụt rồi. Rồi, bắn trúng nha anh em, trúng nha. Rồi, ok. Đó, sau khi mình quýnh này xong thì mình sẽ bay quanh đây. Bay quanh đây. Rồi, xong. Sau đó mình sẽ dứt nó. Chỗ này nói chung là farm khá là nhanh anh em à. Chỗ nhận giao nhiệm vụ này kia nó cũng gần nữa. Rồi, 6/8. 6/8 nha anh em. Đây, bây giờ mình sẽ qua đây, mình sẽ búng cho nó một phát. Cho nó chạy lại anh em, cho nó chạy lại. Sau đó mình sẽ đi quay về mình giao nhiệm vụ đó. Giao nhiệm vụ là nó cũng gượt ra tới cửa luôn anh em à. Nó gượt ra tới khúc ngoài này luôn nè. Đó, đây. Rồi, cho nó gượt theo qua đây luôn. Nói chung là anh em chịu khó farm trái lai, nó lên lép khá là nhanh. Nhanh cực kỳ anh em, nhanh lắm. Đây, trái lai được cái là cái farm ngon. Trời ơi, không ngờ là mấy anh em cho mình cái trái. Ê, ok, hết sảy con bà bảy nè.
búng cho nó một phát, sau đó mình sẽ chạy về đây đó. Rồi ok, sống vậy thôi anh em. Ôi tự nhiên mình nhận nhiệm vụ chi nó gì trời. Rồi, mình về mình đi mình random chát quỷ mà tự nhiên mình quên mất. Thôi mình làm xong cái nhiệm vụ này xong rồi sau đó mình sẽ đi random luôn anh em, sẵn tâm sự với lại anh em luôn đó. Thì đây là hai cái bãi farm nha anh em, farm 775 này anh em có thể là farm lên tới 900 mấy nha anh em. Anh em thích anh em farm lên tới 906 907 gì đó nó cực kỳ nhanh em mà, tại vì bây giờ mình SP mình to đó cho nên là mình không có farm đây được, chứ farm ở cái bên đây là ok luôn. Anh em đừng ham mấy cái chỗ mà bằng lép anh em, có những cái chỗ bằng lép á farm nó chậm cực kỳ anh em à, farm chậm cực kỳ luôn. Tại vì một là cái bãi quái nó xa anh em à, bãi quái nó xa, hai là level mấy con quái mà nó còn xa nữa, với lại chỗ nhận nhiệm vụ nó còn khó nữa anh em à. Bây giờ mình sẽ random xem thử trái gì đây. Trái chuối. Ô trái gầu trắng hả? Trái gầu trắng này ôi trái gầu trắng anh em ơi, trái gầu trắng này có ai trời. Ờ, mình không biết cái trái này có ai luôn anh em à, nhưng mà bây giờ mình sẽ cắt vô trong túi thôi, lưu trữ hiện tại bây giờ. Ôi lưu trữ thất bại, trái này vậy là mình có rồi anh em à, trái gầu trắng, trái bơm, trái gai, trái gầu trắng mình có rồi anh em à, trái gầu trắng mình có nè, trái cao su, trái cát, trái đệ bàn, trái dung nham, trái phượng hoàng nè. Ủa ô cái mũ này là nó cộng thêm gì ta, được trao cho những cướp biển, mình không biết cái mũ này dùng làm gì nha anh em. Ok lùi chữ không được rồi anh em à. Rồi thôi mình thả ở đây luôn đi. Ai lụm lụm thả rồi ok, trái này mình có rồi. Đây bây giờ mình sẽ qua mấy cái bãi quái khác cho anh em xem. Đây ví dụ như bên cái đậu gai này nó cũng có những cái bãi farm anh em à, cũng có những cái bãi farm, nhưng mà hình như cái bên cái bãi gai này là mấy con quái như nó có haki thì phải anh em, nó có khả năng quýnh chúng mình thì phải, cho nên là mình cũng không có lựa nó. Mình lựa bên kia quýnh cho nó nhanh xíu. Bên đây mấy cái chỗ mà có mấy con quái này thì tất nhiên những anh em mà laptop thì quýnh nó là khá là khó chịu, tại vì nó mất máu khá là nhiều anh em à. Đây đó, dứt luôn. Thì là cái bãi lép 875 hiện tại thì bây giờ mình dư sức mình quýnh rồi anh em à. Đây, mấy con quái nó khá xa anh em à. Đây, anh em di chuyển thôi là nó cũng mất thời gian nữa, mất thời gian cực kỳ anh em đó. Mỗi chỗ là anh em phải di chuyển, là anh em farm bên kia mặc dù là nó không bằng SP nhưng mà được cái nó gần hơn em. Anh em farm tới hẳn 906, anh em qua bên đảo zombie anh em farm giống như mình hồi nãy quýnh mấy con quỷ zombie là ok, con dê luôn anh em à. Cực kỳ ngon luôn á. Còn đây thì quýnh hơi tốn thời gian xíu. Ok, còn một mấy cái bãi quái lép cao hơn 1100 mấy vậy đó anh em, mình cũng không có lựa chọn những cái chỗ đó để farm. Ok, cái bãi mà như là ngàn mấy như bên cái đấu trường rồi thì phải anh em. Bên cái đấu trường, bên cái núi dung nham gì đó thì phải. Mình cũng không có lựa chọn mấy cái chỗ đó, tại vì cái bãi quái nó xa quá anh em. Xa cực kỳ. Ở trên cái đảo tuyết này không biết là có con quái nào ở trên này không nữa nè. Mình cũng chưa có lên đây. Đây, như là cái đảo dung nham đằng kia thì phải. Đó, phải chết. Rớt nước anh em à, rồi luôn. Ây da, hết năng lượng anh em à. Rồi luôn, chết chắc. Rồi, chết ngắt, vãi thật sự chứ. Chết chìm luôn anh em, vãi. Đen giết người ta. Ôi, ẩu quá anh em, hay ẩu quá. Đây, cái bãi bên đây anh em à. Bãi quái bên đây như là mình cũng farm được. À, cái bãi này nó cũng gần nha anh em, bãi này nó cũng gần nha. Lép 1000 anh em. Bãi này nói chung là tương đối ok á. Nhiệm vụ để mình xem thử, lính mùa đông, 8 lính mùa đông. Bãi bên này cũng gần anh em, bãi bên đây nó cũng khá là gần anh em à. Lắc rồi anh em à, lắc rồi. Có người kéo thì nó ok anh em. Ồ có một cái gương. Ủa quỷ kia mình đá nó, một đá nó văng nó mất tiêu luôn anh em à, nó văng xuống tới đại dương luôn rồi. Ok, ở đây thì anh em được 22k SP, nhưng mà anh em cứ xem thử cái chỗ nào nó chênh lệch nhau có 22 triệu. Anh em xem thử cái chỗ nào mà nó chênh lệch nhau nhiều quá đó, không nhiều á, thì anh em cứ quay trở lại cái map trước đó, lép trước đó anh em farm là ngon lành liền anh em. Có những cái bãi quái mà nó bằng lép với lại anh em nhưng mà nó xa quá thì nó cũng vậy thôi anh em.
tốn thời gian, tốn thời gian của anh em thôi chứ không có gì hết trơn á. Với lại anh em farm của nó, ví dụ như anh em farm của nó một trận thì anh em hơn nó được xíu, nhưng mà anh em tốn thời gian gấp đôi thì nó cũng vậy nè mà. Đó. Ok, xong. Mình nghĩ chắc là mình sẽ farm ở đây anh em. Cảm giác như ở đây là ok nha anh em. Mày há bưởi. Ok, mình quyết định là mình sẽ farm ở cái bãi này thôi anh em. Bãi này mình thấy nó cũng tương đối ngon á. Ây da, trời ơi con quỷ này nó chơi sử dụng haki chém anh em à. Wow. Ok, được, bãi này nói chung là ok được. Đây mình có cái di chuyển mà anh em. Thôi, lắc quá ơi, bắt đầu lắc rồi anh em à. Mình sẽ di chuyển qua thôi. Rồi ok, xong. Ngon lành củ hành liền. Đẹp trai khoai to, sáu múi vạm vỡ liền anh em. Đó, thì mình sẽ quýnh xong cái bãi này thì mình sẽ kết thúc video đây luôn. Ok. Đây, trời ơi, nó bay đi luôn anh em à. Buông tay gà nó vẫn bay đi luôn. Đó, được. Ở đây thì được 22 triệu USB anh em à, 22 triệu rưỡi, khá là ngon. Ok nhé anh em. Đây bây giờ mình sẽ nâng thêm một mớ năng lượng vô được anh em à. Thêm mớ năng lượng vô mới được. Lắc quá anh em à. Lắc kinh khủng khiếp. Mình bấm phải delay mấy giây sau nó mới nhảy số. Ok, thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của tựa game Brop Zoot Goblot. Và anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem. Và anh em có cái chia sẻ gì với mình á, có ý tưởng nào hay hoặc là trải nghiệm gì đó, hoặc là khuyên mình nên làm gì đó, anh em đừng quên comment bên dưới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi. Cảm ơn anh em, tạm biệt anh em, bye bye anh em.